Mến chào quý bà con, cô bác, anh chị và các bạn yêu thích cây dừa bonsai đã đến với kênh Bonsai Dừa Quảng Linh nha. Thì hôm nay thả theo lời yêu cầu của mọi người thì đã nhắn tin qua Zalo cho Linh, thì Linh đã quay tiếp một thành viên trong hội bonsai dừa Kiên Giang nữa mọi người. Anh này chuyên làm hình thú. Đây là anh Thanh mọi người. Do mình thực hiện cái clip giới thiệu này là mình đã làm mất cái file quay giới thiệu mọi người. Rồi bây giờ xin mời mọi người cùng theo chân mình đến thăm nhà anh Thanh và mình sẽ quay một số tác phẩm dừa bonsai hình thú thật đẹp cho mọi người xem giải trí nha. Đây anh Thanh ôm những cái phôi dừa rất là nhiều này. Bạc ngàn luôn mọi người. Quả cho dừa luôn mọi người thấy không? Đó, trên trên đây nữa nè, bạc ngàn luôn. Đây nè, quá trời luôn mọi người thấy không? Đây là đại lý dừa bonsai luôn mọi người, quá trời dừa bonsai rồi. Đây cũng có số anh chị ở bên hội bonsai đến nhà anh Thanh chơi đúng không mọi người? Đây là những cái tác phẩm hình châu anh Thanh đang làm dang dở này. Châu màu vàng luôn mọi người. Năm nay là trưng cái tác phẩm này là rất là tuyệt vời luôn nè, năm châu đón tài lộc cho nhà luôn. Đó, con trâu rất là đẹp nha mọi người. Đây, Thanh làm dang dở nè, những cái chân của con trâu nè mọi người. Đây cái đầu nè, cái đầu con trâu đây, đầu này để gắn vô cái gáo mọi người. Chọn cái gáo nào thích hợp mình gắn vô. Hôm nay năm Tân Sửu là trưng những tác phẩm bonsai hình thú mà hình trâu này rất tuyệt. Đó, cái đầu trâu này mới đẹp nè. Trâu này dư còn thiếu con mắt nha quý vị. Mới con còn mắt à. Nó nói gì đâu, như như Thanh nó mua nè, nó con mắt nó mua nhóc một bọc nè, rồi mặc sức mà gắn đây lo gì. Nè, có cả hình rồng nữa nha mọi người, hình rồng này được trồng trong thủy canh luôn nè. Đó. Đó, hình rồng thì về cho quả đẹp. Đây còn nhiều cái tác phẩm bonsai hình thú nữa mọi người. Quá đã rồi. Nè, quả tuyệt luôn mọi người. Đây là những tác phẩm thành phẩm Tết năm nay được trưng bày tại gian hàng bonsai dừa Kiên Giang tại Phú Cường nha mọi người. Quả trời đẹp luôn mọi người. Đây là một cặp trâu nè. Đây, đó. Đẹp chưa? Hai em trâu này rất là tuyệt vời luôn mọi người. Đây bên đây một cặp nữa nè, nhưng mà thiếu một con mắt chưa dán mọi người. Đây mọi người, một cái tác phẩm này còn đẹp hơn nữa nè, mọi người thấy không, con trâu có vàng luôn nè. Cái này là cho pháo á, pháo nổ luôn mọi người, tác phẩm dữ. Còn là cặp trâu nè, trâu cặp không mọi người. Đó. Cái này là đây con trâu này là giác vàng luôn, trên lưng luôn, hai sừng có hai cục vàng luôn. Tác phẩm này trưng đón tài lộc Tết là tuyệt vời luôn mọi người. Rồi mọi người, đây là cái tác phẩm bé rồng ngậm ngọc châu, trong đây là một viên châu rất là đẹp mọi người. Đây là một em châu chui trong rễ dừa, cái dừa có cái bộ rễ rất là tuyệt luôn nè. Đó, em châu đẹp thấy không, rất là tuyệt mọi người. Đây là một em rồng trồng trong thủy canh, kế bên cũng một em rồng trồng trong thủy canh luôn mọi người. Còn đây là hai em trâu vàng đeo tài lộc, đeo vàng có pháo luôn, được trang trí bể sỏi. Đây là hai em trâu đen cũng mang vàng luôn mọi người, rất là tuyệt luôn nha. Đây toàn là những tác phẩm đẹp, toàn là những tác phẩm tuyệt vời mọi người, hình châu không nha. Đây mọi người, đây là anh Thanh nè, trong hội bonsai dừa Kiên Giang, câu lạc bộ bonsai dừa Kiên Giang, chuyên làm hình thú. Anh cũng có kênh YouTube là bonsai ngấu dừa mọi người. Thì xin mời anh Thanh giới thiệu. Hello, chào khán giả, mình là Thanh Thanh. Chào toàn thể anh em, chúc anh em xem video vui vẻ và năm mới tràn hàng đầy niềm vui. Rồi xin mời anh Thanh giới thiệu cái tác phẩm của mình làm như thế nào và bao lâu được thành phẩm một cái tác phẩm gì anh Thanh? Thì nói chung cái tác phẩm này mình làm thì nó cũng lẹ đó.
cái đầu thì mình cũng làm bằng khuôn thôi, và mình lắp ráp dán keo cũng như mấy anh em làm hình trâu kia thôi. Tụi mình làm cái này là số lượng để bán sản phẩm mặt hàng Tết, nên không có làm được tương đối là 90%. Cái này chúng ta chỉ làm là chỉ 60-70-50 thôi, thì làm số lượng bán hàng Tết. Làm cầu kỳ quá thì chúng ta sẽ bán ra cái giá thành nó cao quá, người dùng sẽ không mua nổi. Vì vậy chúng ta làm nó vừa cầm với túi tiền của khách hàng đây. Rồi cái tác phẩm vừa bonsai hình châu này thì anh làm trong thời gian bao lâu mới được một tác phẩm vậy Thành? Như cái tác phẩm hình châu chúng ta có nguyên liệu đầy đủ, đã có cái đầu, cái chân như thế này nè. Thì chúng ta lắp ráp lại rất là lẹ, chỉ trong vòng 10 phút là đã ra thành một cái cây hình thú rồi. Thì chúng ta chỉ ảnh vô đây, mình có một cây thí dụ đó, cho anh em xem. Đây là chúng ta chỉ để vô vậy, chúng ta dùng keo dán lại. À, cái chân chúng ta dán vô như thế này nè, đó. Thì chỉ dán trong vòng không tới 10 phút nữa, cũng có thể 5 phút hoặc 10 phút nè. Đó là chúng ta có một con trâu rồi, để đón năm mới, năm Tân Sửu. Rồi có sơn nữa không? Cái này anh em sơn trước cũng được, rồi chỉ còn hàng khâu trang trí, dán gọn chúng ta trang trí hoặc sơn lại thêm một lớp bóng nữa thôi. Rồi mọi người muốn sở hữu những cái tác phẩm hình châu Tân Sửu này trưng trong nhà để đón tài lộc Tết Tân Sửu năm nay thì có thể liên hệ với anh Thanh nha mọi người. Hoặc là năm nay thì mọi người có thể ra chợ Hoa Phú Cường thì hội bonsai dừa Kiên Giang mấy anh em mình có trưng bày những cái sản phẩm bonsai dừa ở ngoài đó để chia sẻ cho tất cả với quý khách mình chia sẻ về để đón Tết Tân Sửu nha mọi người. Rồi cũng cảm ơn anh Thanh nha. Xin chào các bạn. Rồi mọi người, clip của mình xin tạm dừng ở đây nha. Mọi người có thể xem một số công đoạn làm nên một tác phẩm bonsai hình thú, hình châu để đón Xuân Tân Sửu năm 2021 nha mọi người. Mọi người có yêu thích tác phẩm vừa bonsai hình châu thì có thể liên hệ với anh Thanh qua số điện thoại mình để trên màn hình nha. Rồi chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người trong những clip về bonsai dừa lần sau nha.